video, làm cho cái chuỗi video dạy một cái bài trong cái sách giáo trình là Smart Choice. Ok, hôm nay chúng ta học cách để dạy cái phần gọi là Conversation Plus. Cái giáo trình mới, giáo trình Third Edition phiên bản 3, phiên bản 3 này ta sẽ được áp dụng vào năm 2019. Cái giáo trình mới này thì sao? Nó có một chút thay đổi này. Thì cái Conversation Plus này, người ta đã đặt lại cái tên là Speaking, tên khá là chung chung, tên là Speaking. Và nội dung cũng y như vậy, cũng chẳng gì khác, nội dung nó cũng vậy. Task 1, Task 2, Task 3 cũng đi như vậy. Ok, rồi thì cái tên nó khác thôi, còn về mặt dạy thì nó sẽ dạy giống như vậy ha, khác nhau nha. Rồi bây giờ ta coi mẫu bài số 4 ở đây. Đây là trên sách, và trên slide nó có cái gì? Trên slide thì nó hơi đổi khác tí xíu, phải được khác tí xíu, chẳng hạn như là trong sách tên cái bài số 4, task số 1 là Pairwork, ở đây là Pairwork, trong đây nó ghi cái tiêu đề How often do you play sport or as a sign tell your partner, rồi nó ghi cái I usually play tennis at some time with swimming but I never really quite like it. Mình đọc cái này mình không có hình dung được là nó sẽ diễn ra như sao, làm sao cả. Hơi khó khi đọc sách, nhưng mà khi mà lên slide thì người ta đưa ra thành một cái dạng conversation, có hai bài AOD để nhìn thì người ta sẽ thấy đó là một bài conversation, nó là bài conversation, và đây nó có những cái underlying words, nhưng mà thì nó là developing conversation. Okay, nó là developing conversation, và để dạy developing conversation này thì chúng ta coi lại cái căn bản. Vậy thì đây là cái conversation của các bước nào đó, phần các bạn coi biết lại đó là gì đấy. Một là chuẩn bị cái situation, chuẩn bị cái nguyên liệu situation. Hai là xử lý tình huống. Ba là role play, và bốn là em tiếp tục. Trong sách này nó ghi là class activity, class activity. Find classmates who do the activities in the chat, write your name, and try to get extra information. Thì cái theo một mình nhìn đây thì cũng vài A và B trong sách đó, vài A và B như đây, và nó có underline một thế này, nó cũng là developing conversation, thì cũng là những cái bước căn bản của developing, đó là nhất là chuẩn bị situation mà người ta sẽ chuẩn bị sẵn cho mình cái slide kế tiếp đó. Rồi xử lý tình huống xong rồi play xong rồi. Thế ra thì Conversation Plus này có nhiều dạng, chẳng hạn chúng ta xem dạng khác, là bài số 3. Đây, bài số 3 ở trong một cuốn Smart Choice 1 này luôn, bài số 3.
dan sama. Mokas, kacas, pak kacas, tengok. Jadi kata semua, tengok. What foods do you like? Get a question in the survey and write your answers. Học viết xuống thì chúng ta cũng viết luôn ở đây một số và cái câu trả lời này rồi ok bao nhiêu nữa qua cái khác rồi số một này ask and answer question complete the survey số 1 đặt câu hỏi hỏi xong rồi thì viết câu trả lời xuống thì lúc đó tôi sẽ quay lại đây quay lại cái bảng tức là người A đặt câu hỏi người B trả lời trả lời xong thì người A nghe xong thì viết xuống rồi lại đi hỏi người khác nữa người C xong thì tức là hỏi nhiều người nhưng thực chất cũng là một cái khai quật mà thôi thì cái dạng này là cái dạng list câu hỏi nó nằm ở trong chúng ta coi là cái phần mà về smart talk nhé smart talk những video trước chúng ta thấy smart talk thì nó là cái dạng trong cái smart talk đó thì ta biết cách xử lý như thế nào ha và chúng ta tập cho viên đọc được những cái câu hỏi này rồi tập cho viên đọc những câu trả lời này xong tập replay replay xong rồi thì em buộc chúng ta coi lại cái video đấy nhé để xem họ dạng nữa nhưng mà tất cả cái dạng mà trong cái conversation plus này
nó đều là nằm trong cái dạng của smart talk đó. Smart talk và conversation plus nó tương đối là giống nhau. Thế thì ta dạy được cái smart talk thì ta có thể dạy được conversation plus. Rồi, chúc anh chị